mời bạn nam. Thôi đi bạn, mình sẽ giới thiệu sơ sơ để đối phương cảm nhận được ha. Em tên là gì? Em tên là Vi Thị Nhỏ Duyên ạ. Vi Thị Nhỏ Duyên. Nhỏ Duyên. Vâng. Wow, tên đặc biệt quá. Duyên này rất nhỏ nha quý vị. Rồi, em bao nhiêu tuổi mình? Em 23 tuổi ạ. Quê em ở Lạng Sơn, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Công việc của em là trợ lý của diễn viên ạ. Bạn trợ lý của diễn viên nào? Chị Nhã Phương ạ. Chị Nhã Phương. Dạ. Mà xinh như vậy cũng nhiều người ngắm nghía. Vậy lý do tại sao bạn đến với chương trình này? Em muốn cho mình một cơ hội mà hỏi chị Phương. Chị Phương kêu là chị khuyến khích đi, chị muốn em đi chương trình này để có người yêu. Dạ, mấy chị em trong nhà làm hồ sơ cho em gửi đi chương trình ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Anh Tú, năm nay 26 tuổi. Hiện tại đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty luật. Em học luật ra hả? Em không. Ủa? Không luật ra sao làm trợ lý giám đốc về luật? Không, tức là em cứ đi theo tổng giám đốc sai gì làm đấy. Thôi mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình. Sao lận đận có mặt ở đây bạn Nhỏ Duyên? Dạ, tại vì là em chưa thấy ai thích hợp với em. Nên là bây giờ ấy. Chưa có mối tình nào hả? Chưa ạ. Chưa luôn. Vâng. Những điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, chăm chỉ, nấu ăn cũng được. À, nấu ăn món gì ngon nhất? Món gà... Gà luộc. Món nó ngon vậy. Trời ơi, gà luộc cũng khó luộc. Kho nghệ. Ăn lên. Gà kho nghệ. Gà kho nghệ. Vâng. Gà món nó cũng ngon rồi ha. Rồi, còn những cái điểm yếu của mình? Hay cằn nhằn, tự kỷ. Tự kỷ là sao em? Hay nghĩ, suy nghĩ linh tinh ạ. Đi làm một mình, cứ ăn cơm. Cái đó đâu phải gọi tự kỷ. Dạ. Tự kỷ là mình làm cái chuyện gì nó hơi bất bình thường chút xíu, mà một mình làm hoài mới tự kỷ. Ví dụ như ngồi nói chuyện mình hay là ngồi gì đó, cái gì đó. Ngồi nói chuyện mình là mệt rồi đó chứ không phải tự kỷ đâu. Cái này không biết sao rồi nhá. Mình nghĩ em là người lãng mạn. Ô, hay là cái này được á. Nói chung là mình nghĩ ra được nhiều cái khung cảnh, nhiều cái tình huống này. Rồi bây giờ bạn thử nghĩ một cảnh đầu tiên, nếu như bạn gái bên kia đồng ý hẹn hò với bạn lần đầu tiên thì mình tạo ra không khí, không gian như thế nào là lãng mạn. Xem thử là bạn lãng mạn tới nào. Giờ chắc là em chưa nghĩ ra rồi. Trời ơi. Vậy mà nó ưu điểm là lãng mạn. Người ta phải nghĩ ra liền lần đầu hẹn hò. Mình hẹn bữa nào trưa thiệt nắng chang chang lúc 12 giờ trưa đó. Ở giữa đường quốc lộ vậy, thí dụ vậy. Bây giờ mình sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không, không phải nội thất mà là nội tâm ấy ạ. Nội thất là nội thất. Trời, hai cái nó không liên quan gì. Giờ ngoại hình sao nè? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cơ bản ngoại hình thì em muốn là bạn ý thức việc làm đẹp. Nói chung là mình cũng biết trang điểm một chút xíu ra ngoài đường mình thích. Ví dụ như bây giờ bạn nữ mình đi sửa sắc đẹp, ví dụ như đi tăng trưởng vòng một hay là cắt mắt, sửa nâng mũi, gọt cằm gì đó, bạn cho không? Em nghĩ về cái đó thì có thể là cả hai cùng đi. Ủa là bạn cũng muốn nâng vòng một luôn hay sao? Không, khi vòng một thì có thể là em tự khắc phục được, nhưng có vài cái về khuyết điểm ở trên khuôn mặt em cũng muốn sửa chẳng hạn. À, coi như là đồng ý với sự chỉnh sửa đúng không? Miễn là đẹp là được đúng không? Quan trọng bạn ý không sợ đau. Rồi, thoải mái quá. Mình muốn chọn cái mẫu người như thế nào? Dễ thương như anh Quyền Linh ạ. Vâng, rồi là sạch sẽ, rồi là biết quan tâm chăm sóc. Ủa, bộ đàn ông ở dơ lắm, sao lại còn sạch sẽ? Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. À. Vâng. Có chơi bời nhiều không? Cũng chơi nhưng em không bời. Đúng rồi. Bạn trai nãy bạn chưa nói rõ là ngoại hình bạn cần như thế nào. Nên qua xem có được hay không? Cụ thể đi chứ gì ngoại hình, nội thất gì nghe nó không cụ thể. Thì cái nhất giá nhì ra thứ ba khuôn mặt thôi ạ. Còn 1m63, 65. 63, 65. Rồi, còn gì nữa? Nhiều đó rồi hả? Nhiều đó quá trời, nhất dáng người già. Thứ ba nhưng mà cao 1m63, 65. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Đấy là người phụ nữ không tâm lý, không có sự thông cảm ý. Tức là mình nói rất là nhiều nhưng không đúng thời điểm, khiến cho người bạn trai hoặc người chồng của mình rất là áp lực. Vậy là cằn nhằn đó đúng không? Vâng, kiểu như thế. Rồi kiểu vậy để tôi qua xem mặt bên kia coi thế nào. Đây cằn nhằn đúng rồi, nhất dáng gì da. Thưa, ồ, chào em, rất là xinh đẹp. Nhất dáng gì da, dáng cũng được. Ừ, da cũng đẹp, gương mặt cũng xinh. Cao nhiêu kìa em? Trợ lý Nhã Phương mà. Dạ. Không? Còn anh là trợ lý Trường Giang nè. Được không? Được ạ. Văn miếng quá dính luôn. Hả? Dạ. Rồi, bây giờ 1m63 trở lên. Sao mấy? Em 59. Rồi sao?
Em ơi, trai ơi, đây có 59 rồi sao? Ok, khắc phục được bằng giày cao gót mà anh. À, có dài thêm ha. Em thích một cái chàng trai giống nghệ sĩ nào không? Nói cụ thể cho dễ hiểu. Em thích vợ chồng của Hioli ạ. Ly chén muỗng gì mình kia giống Ly không? Để hồi bên kia em hỏi coi giống anh không nha. Dạ. Rồi, vậy được. Bên đây đàn trai rất là hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, quyến rũ nữa. Bển có đẹp không mà sao như cao quá vậy? Bên đây quyến rũ lắm à. Qua xem đi biết. Sao em muốn sao? Em chỉ cần tốt lên. Ôi đây nè, anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Chào chị. Xí xí, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Tự nhiên thấy cái máy nó che như này, mình thường thường hay mấy anh giờ thiếu tóc phía trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng đâu gắn cái máy vô. Bây giờ này còn trẻ thì mình phải hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Thôi bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thực ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm quá không? Tự nhiên em bị khao khát điều đó. Vậy em có khao khát có đam mê là được. Em cứ nghĩ là bạn ấy cứ trải nghiệm em đi. Trời ơi, trải nghiệm vậy trời. Trải nghiệm luôn trước đi. Trải nghiệm em là trải nghiệm sao? Thì mình cứ thử đi thử ăn uống nói chuyện, là nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình chứ em cũng đâu bắt bạn ấy phải là của em luôn đâu. Dùng từ cũng hay quá ha, trải nghiệm thử em trải đi nghiệm. Được á. Có ai thử trải nghiệm thôi không ta? À, được rồi. Em có tật xấu gì không em trai? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa? Thế em đang quên hết cả tật xấu của em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi ý người thân nữa coi sao nha. Hôm nay em có đi với ai không? Hôm nay em đi với cả em gái của chị nhà Phương. Em dâu nữa. Và em trai chị Phương em nữa. Em gái, em dâu, em trai đâu? Em gái của nhà Phương, em dâu, em trai đâu? Dạ. Thôi đừng, chào các bạn. Đừng có nói đi chung với bạn trai nhà Phương nữa nha. Nhìn coi có không nha. Dạ, em chào chị. Em tên gì? Dạ, em là Phương Anh. Phương Anh là em của nhà Phương á hả? Dạ. À, hèn chi là cũng có nét giống, đúng không? Dạ. Em nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào? Cũng rất là dễ thương. Mong bạn nam sẽ cho duyên cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với người anh của em là anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương rồi, chào anh Đồng Hương. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các bạn khán giả. Tú ơi, em là người rất là may mắn ngày hôm nay đó. Đó. Tại sao vậy anh? Rất là xinh, tên là nhỏ Duyên mà Duyên không hề nhỏ. Thấy chưa? Nôn nao chưa? Hay cho trẻ đúng bạn trẻ gặp nhau rồi. Kéo mà. Kéo mà. Đấy. Chào em. Thì hôm nay là nhân chương trình bạn mua hẹn hò thì anh muốn tặng em một món quà quê hương anh. Anh quê ở làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ấy. Là làng gốm. Thì cũng qua chương trình thì giới thiệu sản phẩm luôn. Đây là sản phẩm bộ ấm chén của quê hương em. Hôm nay đi là đi tìm người yêu hay đi quảng cáo? Thì hôm nay thì... Nhìn thẳng mặt bạn gái kìa. Em xin đọc một đoạn rap được không ạ? Dù ông già Noel công an cho anh xe hơi, hay ông già Noel công an cho anh máy bay trên trời, thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu người ơi. Anh chỉ cần em mà thôi. Anh nói gì vậy? Em dịch cho anh nghe coi. Anh không hiểu tiếng Anh. Em hát sao mà hát tiếng Việt mà anh Linh nghe ra tiếng Anh luôn kìa. Dạ. Anh tưởng nó hát tiếng Anh. Anh chỉ cần già Noel mang em đến cho anh là được rồi. Đại khái nội dung vậy đúng không? Dạ. Còn em cần gì? Ô tô, xe hơi, máy bay hay là... Anh ấy? Em chỉ cần anh ấy yêu em. Quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Dạ. Mở món quà để xem có cái gì ý nghĩa coi. Đặc biệt ở quê ảnh của em. Trời đẹp quá ha. Rồi hai người ngồi đứng hoài. Bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào? Em thì em cảm nhận từ cái bên trong chứ. Quan trọng cái bên trong không vậy ta? Không phải cảm nhận bên trong trước mà thực sự thì em nghe về công việc của bạn ý, em lại thấy thích công việc của bạn ý. Em cũng làm trợ lý, thì không phải là trợ lý về bên nghệ thuật thì em cũng hiểu đặc điểm công việc. Thì em nghĩ là cái vấn đề đó em phải thông cảm được. Em thấy bạn ý cũng rất là dễ thương ạ, muốn hẹn hò với bạn ý. Bạn gái cảm giác bạn trai cảm nhận gì bạn trai thế nào? Dạ, em thấy bạn ấy cũng có nhiều điểm giống em, hay ngại và hay quên, mà em thấy dễ thương. Một tuần liệu mình có thể gặp nhau mấy lần nhé? Nếu mà thời gian rảnh thì lúc nào cũng được ạ. Thì anh muốn kết hôn vào mùa lạnh năm sau tại Hà Nội. Vậy tìm hiểu rồi. Bạn có thích kết hôn vào mùa lạnh không? Hay là thích kết hôn vào mùa nắng? Mùa nắng á. Mùa nắng thấy chưa? Trớt quốc à. Bên đây thích mùa lạnh chứ thích mùa nắng. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu nhé. Nó không có gì tận đáy lòng của mình nãy giờ. Phải sao người ta mới cho chứ tự nhiên đâu vô sinh khơi. Anh rất muốn hẹn hò với em.
Nói chung là em hơi bị run lần đầu làm chuyện đấy. Nãy giờ thấy em xinh quá, nụ cười của em quyến rũ quá. Mình phải cảm nhận từ trái tim của mình chứ gì, cứ gặp em với anh với em hẹn hò nha. Đấy, bây giờ nói đi, nói từ đấy lòng của mình suy nghĩ cái gì về cô gái nãy giờ. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh thích nói chung là cả về bên ngoài lẫn cả gọi là cả bên nội cả bên ngoại anh đều thích á. Dạ. Thế nên là anh muốn là mong là em cho anh cơ hội có thể là mình hẹn hò nhau rồi nghĩ đến xa hơn. Đó, ít nhất là phải vậy. Cặp này đi hẹn hò chắc phải cho tôi với Tường đứng kế bên mới được. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút có nghĩa là trao nhau một cái duyên và chấp nhận nhau để tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Bắt đầu. Một, hai, ba. Hết thời gian.